chào các bạn. Để làm khoai chiên, ở đây mình dùng là hai củ khoai lang. Này là khoai lang Đà Lạt, gọt rửa xong như vậy á, mình cân là nửa ký đó. Rồi một bịch bột chiên giòn, bột chiên giòn này nó không có bột tỏi nha, là 150g. 180g nước cốt dừa, là mình vắt từ 150g dừa nạo ra đó. 20g cái bột chiên xù, 20g đường, xíu muối, thêm ít bột nghệ nữa nè. Rồi bây giờ mình sẽ đi cắt khoai ra. Củ khoai vậy thì mình chẻ đôi nè, rồi mình cắt lại thành những cái miếng nhỏ nhỏ vừa ăn á. Đây mình cắt miếng ra như vậy nè. Xong thì mình cho qua cái thau nước có pha sẵn nước chanh và muối á, để mình ngâm cho nó không có bị thâm. Xong thì mình trộn đều nó lên, rồi mình để trong cái thau nước chanh và muối này mình ngâm xíu để cho nó sạch nhựa. Trước khi pha bột thì cái bột chiên xù nè mình cho vào bịch mình cà nhuyễn nó ra. Để pha bột thì mình dùng hết cái bịch bột chiên giòn 150g luôn. Rồi một muỗng canh đường khoảng 20g. 20g bột chiên xù cà nhuyễn nè. Thêm một chút xíu muối và nửa muỗng cà phê bột nghệ nữa. Mình trộn lên. Trộn xong thì mình cho nước cốt dừa vào mình pha bột. Phần cặn dừa mình bỏ ra. Rồi mình trộn kỹ cho nó hòa đều và nó tan cái đường và muối ra hết. Nó ra được cái hỗn hợp sành sạch gì nè các bạn. Đó, lúc này thì các bạn nhìn hơi đặc ha, nhưng mà an tâm đi, lát mình cho khoai vào nó sẽ loãng ra. Rồi xong mình để đây cho bột nghỉ xíu rồi mình đem đi chiên. Đây cái phần bột mình để cho nó nghỉ được 15 phút rồi nè. Bột pha có nước cốt dừa với bột nghệ nó rất là thơm luôn các bạn. Đó, giờ mình cho khoai vào mình chiên được rồi đó. Phần khoai á, thì mình đã ngâm với nước chanh và muối thì nó ra hết nhựa nè. Mình gấp cho nó nhỏ bớt nước á, mình cho trực tiếp vào khoai luôn, hoặc là các bạn có thể đổ qua gỗ cho nó ráo nước một xíu rồi mình cho vào cũng được nha. Rồi bây giờ mình trộn đều lên, cho khoai nó dính đều với bột đó các bạn. Khoai nó hơi ướt á, mình trộn xong thì nó sẽ hơi loãng ra một xíu nè, mà nó phủ đều với bột gì là được ha. Bây giờ mình sẽ đem khoai đi chiên. Nếu muốn khoai áo bột nhiều á thì các bạn lấy những cái miếng khoai nè, mình nhúng đều cái phần bột. Rồi mình bắt chảo dầu cho nó nóng thì mình gắp khoai mình cho vào mình chiên. Mình để lửa nhỏ vừa nha. Chiên đến khi bột nó săn á thì mình dùng đũa mà tách rời nha. Chiên khoai vàng giòn vừa ý á, thì mình gấp ra, mình cho qua cái giấy ăn để mình thấm bớt dầu nè. Bánh khoai lang chiên thơm lừng luôn các bạn ơi. Các bạn nhìn hấp dẫn vậy nè. Đó, những cái miếng khoai chiên phồng giòn nhìn rất là ngon nè. Đó, bên trong khoai lang thì nó vẫn còn mềm, cái lớp vỏ thì giòn giòn, ăn giòn giòn bùi bùi, béo béo thơm thơm, ăn ngon thích lắm các bạn. Cái này các bạn ăn là ghiền luôn á, nó ngon không thua gì cái khoai lang chiên mà mình lắc phô mai đâu. Công thức này thì cũng khá là đơn giản, có thời gian thì các bạn hãy thử ha, mình đảm bảo các bạn sẽ không thất vọng đâu. Đến đây thì cái món bánh khoai lang chiên của mình cũng đã chia sẻ xong.
Thì mình cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Giờ mình xin cảm ơn. Chào và hẹn gặp lại các bạn trong lần sau nhé.